Minions have spawned. First blood. Enemy slain. Middle turret is under attack. Enemy shut rampant. Down. Not slain.
Trận này có mỗi cái thằng mid đã làm cho team nó rụt rà đỡ. Đây có lẽ là cái trận duy nhất mà trong cái mùa này mà không bị trận ranh nha, mà nó đỡ tốn kém á. Chịu được 17.550 sát thương. Gừng mình biết chơi, thằng gừng bên kia cũng biết chơi, nhưng mà team tôi có thằng mid là nó kiểu khóa game thôi, bên kia là nó đánh đàng hoàng hết á. Ugot thì nó cũng cố gắng lắm, nhưng không được. Ugot nó bị giảm sát thương chiêu 2. Đánh cho nó thì nó cũng hơi khó. Con nó dễ chơi nhưng mà ý là nó thì bị thiếu sát thương á. Ugot nó lên cái gì không? Để xem coi. Thôi được rồi. Quay video trận nào trước nhờ. Má cái trận này nó học đếm muốn quay luôn á. Mà nó lại đạt tiêu chuẩn á, mới khổ á chứ. Thằng Đam khủng nhất luôn á. Darius chứ đi. Set chắc là mình không có nhớ cái giai đoạn nào rồi. Trận này mình còn nhớ nè. Quay cái đoạn đi. Quay của trận này trước đi. Quay luôn úp quá, một mình gánh không nổi. Ba con chó cô hồn chơi chung. Lại thêm một cái giả trứng nữa. Thêm một cái minh chứng nữa. Chứng minh cái câu nói của tôi. Gặp cái bọn chơi chung, tôi lần nào gặp cái bọn chơi chung cũng phải gánh nó. Rất là khổ. Thằng quỷ này nè, thằng này nó ganh tôi ghét luôn. Tí nó sâu đam xong. Mới trận đầu tiên buổi sáng rồi, không yên luôn á.